vĩ đại của nước Mỹ. Một nước mà không có cộng sản thì nó tồn tại phát triển, người dân có tự do, ta xây được bao nhiêu những cái này. Còn chế độ cộng sản là phá tan tành. Như vậy nước mình phải nên có tự do, thấy chưa? Đẹp quá. Phải nên có tự do và lật cái chế độ phối nát cộng sản. Tuyệt vời. Nó vẫn tồn tại trong gần 100 năm rồi. Remember that, where I let you out. First door over here at Hoover Dam, there's a gift store. You can buy some dust collectors. And in the second is a restaurant, hot dog, whatever you want, okay? Be back right there where I let you out, 3 o'clock. 3 o'clock. So what time you got now? 5 to 1. Everybody got 5 to 1? Yeah. If you're late, call over. I'm gone. Simple as that, yeah. Gần 100 năm mà cái đê nó vẫn tồn tại. Phải đi bộ. Bà chồng bữa xưa còn muốn bớt cân. Can they work the legs? The legs. Yeah. Well, we still have them. Thanks God. Cái đất này nó rất là khô cạn. Trên núi vẫn cũng có tuyết. Đó mà động đất mà nó đổ xuống này là nguy hiểm lắm. Kêu người ta xây cột điện trên đồi núi đẹp quá.